Cái đồng chí giám đốc công ty môi trường đô thị, ông làm có uy tín, ông làm đang ngon lành. Cuối cùng rời xa cái sự quản lý của sở tài nguyên môi trường, ông Nguyễn Điểu thì ngó bộ không khiến nữa, cái hờn hờn cái thả. Cần thả thì ông tháng giám đốc môi trường thì ông còn mình ông trời thôi. Đưa con, đưa cháu, đưa rể, đưa dâu vô cơ quan, mai ông này là ông không làm cấp cao nhà nước, chứ ông đưa thì ông đưa cả họ nhà ông luôn vô nữa, chết. Thế thì uy tín anh bị sụt giảm, công nhân người ta phản ứng, oan không? Có oan không?